Bạn nữ 19 tuổi bị sùi màu gà và bị viêm nội tuyến độ 2 sau một đêm mây mưa với người yêu được coi là một chàng trai hoàn hảo, người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của bạn đó. Thì bạn nữ này là một cô gái rất là xinh xắn, ngây thơ và có yêu một chàng trai. Theo như bạn nên nói là trong quá trình yêu thì rất là ấm áp và hai bạn có xảy ra cái chuyện giường chiếu trong một đêm. Thì sau đó bạn ấy có phát hiện là mình bị mọc sùi ở vùng, kèm theo đó là có tình trạng da dịch viêm khá là nhiều. Thì đi khám bạn ấy phát hiện ra mình bị viêm nội tuyến độ 2 kèm theo có sùi màu gà ở cả trong cổ tử cung và bên ngoài. Thì bạn đó khá là lo sợ và gọi điện cho bạn nam kia. Và các bạn biết không, sau khi báo được cái thông tin này thì bạn ấy nhận được 3 tiếng tút tút tút. Một câu chuyện khá là đau lòng và mình có để đây cho các bạn xem cái tin nhắn bạn ấy gửi cho mình. Bạn trong quá trình mà bạn đấy điều trị bệnh thì tự nhiên bạn ấy nhận được một tin nhắn của một cái người chị khác. Thì chị đấy cũng nói là chị đấy cũng bị sùi và bị lây từ chính bạn nam kia. Và mình có hỏi xem cái ảnh, mình có tò mò muốn xem hình ảnh của bạn nam kia. Thì thực sự các bạn không thể ngờ đâu, mình nhìn một hình ảnh bạn ấy rất là khôi ngô, rất là đẹp trai và hiền lành. Không nghĩ là một chat boy như vậy. Một điều đáng buồn là không chỉ hai chị em bạn này mà còn khoảng 3 đến 5 bạn nữa cũng bị tình trạng như vậy. Vậy nên là các bạn nữ ơi, các bạn hãy bảo vệ mình một cách thật là tốt, trân trọng bản thân mình thật là mãnh liệt lên. Vì nếu như mà như cái bạn nữ hôm trước mình có nói 14 tuổi, nếu như cái trường hợp đấy cũng không phải là sùi màu gà mà nó là lậu, nó là giang mai hay nó là HIV thì cái tính chất của cái câu chuyện này nó còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Và mình hy vọng là tất cả các bạn sau khi xem một cái video này có thể là yêu bản thân mình hơn, có thể là bớt tin tưởng những cái chàng trai gọi là trăng hoa hay là có những cái lời nói tán tỉnh chỉ để lên giường với các bạn. Vì khi mà chúng ta phát hiện ra cái trường hợp như vậy thì thực sự nó cũng hơi muộn một xíu. Nên là đó cũng là một cái bài học rất là đáng cảnh tỉnh đối với tất cả các chị em phụ nữ. Hy vọng là tất cả chúng ta đều xứng đáng và nhận được những cái tình yêu rất là đẹp và là có một cái trang bị một cái kiến thức sức khỏe về sinh sản, về tình an toàn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.